Chào các bạn đã quay trở lại với kênh 5 phút đầu tư. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cách mà ngân hàng kiếm tiền. Để có thêm tiền phục vụ cho các nhu cầu cá nhân như tiêu dùng, mua nhà, mua xe hay giao dịch thanh toán online, chúng ta cần đến ngân hàng. Ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong đời sống và sự phát triển của xã hội. Thế nhưng, có bao giờ bạn thực sự tự hỏi ngân hàng đang kiếm tiền như thế nào hay không? Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ giải đáp cho các bạn những thắc mắc đó vậy chúng ta cần trả lời câu hỏi khách hàng của ngân hàng là những ai hiện nay đối tượng của khách hàng được chia thành hai nhóm chính đó là khách hàng cá nhân hai đó là khách hàng tổ chức đối với khách hàng tổ chức chúng ta được chia làm hai loại đó là định chế tài chính và khách hàng doanh nghiệp thông thường trong đó định chế tài chính các ngân hàng khác này công ty bảo hiểm này công ty tài chính này đối với khách hàng doanh nghiệp thì gồm có nhóm doanh nghiệp lớn này vừa và nhỏ, doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đối với khách hàng cá nhân, ngân hàng cũng sẽ cung cấp dịch vụ như mở tài khoản tiết kiệm thông thường, tài khoản thanh toán, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ cho vay tiêu dùng, cho vay mua bất động sản, ô tô, kinh doanh, bảo hiểm, vận chuyển, nhận tiền, vân vân và vân vân. Ngoài ra, ngân hàng có thể thông qua các công ty con để cung cấp dịch vụ đầu tư chứng khoán, đầu tư quỹ mở. Đối với khách hàng tổ chức Ngân hàng sẽ cung cấp các dịch vụ như cho vay, quản lý tài khoản, dịch vụ thẻ, ngoại hối, bảo lãnh, bảo hiểm. Có thể thấy các sản phẩm của ngân hàng rất đa dạng và phức tạp. Tuy nhiên, nhìn chung hoạt động đem lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng nhất đó vẫn là hoạt động tín dụng. Vậy ngân hàng kiếm tiền từ hoạt động tín dụng của ngân hàng như thế nào? Doanh thu từ hoạt động tín dụng ngân hàng. Nguồn thu từ hoạt động tín dụng của ngân hàng đến từ lãi suất của người đi vay phải trả. Cụ thể, ngân hàng sẽ sử dụng nguồn tiền mà khách hàng gửi tiết kiệm để cho vay và lấy lãi. Nếu khách hàng có khả năng trả nợ càng thấp, vay càng xa, ship hạng tín dụng càng thấp thì lãi suất đi vay sẽ càng cao. Để hiểu hơn về trường hợp này, hãy cùng tìm hiểu một ví dụ. Chẳng hạn như anh A vay ngân hàng với lãi suất 9% một năm, anh B gửi tiền lại với lãi suất 6% một năm. Giả sử hai người gửi và vay khoản tiền như nhau, như vậy phần tranh lệch lãi suất 3% nhân với số tiền cho vay là lãi thuần của ngân hàng hay được gọi là NIM. Hiểu một cách đơn giản, NIM là phần tranh lệch giữa lãi cho vay và lãi tiết kiệm của người gửi. Các ngân hàng thường cố hết sức để đẩy lãi suất tiền gửi tiết kiệm xuống mức thấp nhất và nâng lãi suất cho vay lên mức cao nhất để đạt được chỉ số NIM lớn nhất. Chỉ số NIM càng cao, càng thể hiện ngân hàng hoạt động hiệu quả. Hiện nay, số lượng tiền gửi vào tài khoản thanh toán tại các ngân hàng chính là nguồn vốn giá rẻ gần như là miễn phí để các ngân hàng hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, trên thực tế, khoản chênh lệch lãi suất 3% không hoàn toàn là lợi nhuận của ngân hàng. Vì trong quá trình hoạt động kinh doanh, ngân hàng sẽ phải trả nhiều khoản phí như tiền lương nhân viên, chi phí liên quan đến vận hành tín dụng như thẩm định, phê duyệt tín dụng, giải ngân, cho vay quản lý sau tín dụng và đóng các loại thuế. Đồng thời, theo quyết định của ngân hàng nhà nước, các ngân hàng thương mại phải đảm bảo tỷ lệ dự trữ bắt buộc Tỷ lệ này sẽ do ngân hàng nhà nước quy định, chẳng hạn như tỷ lệ dự trữ bắt buộc, quy định là 10%. Khi một khách hàng gửi 5 tỷ vào ngân hàng, thương mại bắt buộc phải giữ lại khoảng 500 triệu và số tiền này được gửi vào két của ngân hàng nhà nước. Đây là một biện pháp của chính sách tiền tệ. Ngân hàng nhà nước có thể điều hành cung tiền thông qua chính sách này. Trường hợp tiền ngoài thị trường quá nhiều, ngân hàng nhà nước sẽ tiến hành tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc để ngân hàng thương mại phải gửi tiền vào két của ngân hàng nhà nước nhiều hơn. Từ đó giảm lượng tiền trên thị trường. Tuy nhiên, tỷ lệ dự trữ bắt buộc thường không cao. Một số khoản thư khác như sau. Hoạt động tín dụng là quan trọng nhất cho ngân hàng. Tuy nhiên, hoạt động này sẽ bị quản lý bởi ngân hàng nhà nước. Việc cho vay sẽ bị giới hạn. Vì thế, ngân hàng thương mại sẽ phải kiếm thêm nguồn thu nhập từ các khoản khác, trong đó có hoạt động phi tín dụng. Một số khoản thu từ hoạt động phi tín dụng có thể kể tới như sau thu các loại phí, phí chuyển tiền, rút tiền tại ATM, phí phát hành và duy trì thẻ tiến dụng, phí SMS, phí dịch vụ bảo hiểm, phí interchange, các khoản doanh thu khác, ngoại hối, thẻ tiến dụng, kinh doanh chứng khoán, bán trái phiếu, bảo hiểm, vân vân. Để hiểu rõ hơn về doanh thu của một ngân hàng, hãy cùng tìm hiểu một số ví dụ sau đây. Theo báo cáo tài chính năm 2021 của ngân hàng Vietcombank, các bạn có thể nhìn thấy các khoản thu như sau: thu nhập lãi và các khoản thu tương tự, chi phí lãi, thu nhập lãi thuần. Ngoài ra còn có thu nhập từ một số hoạt động khác như hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, chứng khoán đầu tư. Trong năm 2021, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của Vietcombank là 11.760.801, lợi nhuận trước thuế 27.388.000, lợi nhuận sau thuế 21.939.000. Rồi, các bạn có thể xem được cái bảng như sau. Vậy chúng ta tự hỏi ngân hàng có phá sản hay không? Trong trường hợp ngân hàng làm trái quy định của pháp luật hoặc gặp các rủi ro có thể dẫn tới tình trạng phá sản. Hiện nay ở Việt Nam đã có ban ngân hàng bị tước quyền quản trị đó là GB Bank, CB Bank, Ocean Bank. Ngoài ra còn có ngân hàng Đông Á Bank bị liệt vào diện kiểm soát đặc biệt từ 2015. Lãnh đạo bốn ngân hàng trên đã bị khởi tố tạm giam vì làm trái quy định của nhà nước, làm giả hồ sơ, làm thất thoát hàng nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, cả 4 ngân hàng trên chưa ngân hàng nào phá sản do được ngân hàng nhà nước mua lại với giá không đồng và xử lý các khoản nợ. Trong năm 2017, Quốc hội đã thông qua văn bản sửa đổi bổ sung một số luật của tổ chức tín dụng năm 2010 cho phép các ngân hàng được phá sản và giải thể. Theo quy định mới này, đã có một hướng đi mới được mở ra cho phép ngân hàng được phá sản. Tuy nhiên, để một ngân hàng phá sản là việc không hề dễ. Ngân hàng nhà nước sẽ luôn tìm cách giải cứu các ngân hàng có nguy cơ phá sản thông qua ba cách sau trực tiếp bơm tiền vào giải cứu ngân hàng 2. Mua bán, sát nhập 3. Quốc hữu hóa Ngân hàng nhà nước sẽ thực hiện các biện pháp để cứu ngân hàng thương mại như sau qua đó đảm bảo cho hệ thống tiến dụng của Việt Nam Vì thế, việc ngân hàng phá sản sẽ rất khó xảy ra Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu về nguồn thu của ngân hàng và cách tạo ra nguồn thu của ngân hàng Hy vọng qua bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của ngân hàng từ đó có thêm thông tin và kiến thức về thị trường tài chính nước ta Chào tạm biệt các bạn